Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Hai ngày 6 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin nhốt tù cả nước, Phạm Minh Chính muốn ra đòn gì. Với cái chống dịch cực đoan như hiện nay, ông Phạm Minh Chính đã chứng tỏ cho cả thế giới chính quyền nhà nước Cộng sản Việt Nam không có chiến lược nào chống dịch hiệu quả cả. Chỉ là đè lên nỗi khổ lên đầu nhân dân mà thôi. Điều mà người dân có thể nhận thấy là không khí ngột ngạt bị cấm đoán lan tỏa khắp nơi. Với chính sách cực đoan như vậy nên chống dịch được thì không nói gì, đằng này đã 3 tháng qua mà không kiểm soát nổi đại dịch, con số viêm nhiễm ngày càng tăng và vaccine cho người dân ngày càng không thấy. Với cách chống dịch quái đản như vậy, hãng thông tấn AFP đã giật tít như sau: Hà Nội biến thành nhà tù. Sau đó tờ báo của Bỉ cũng đăng lại, tờ Pháp, báo Pháp cũng đăng tiếp. Nói chung, thông tin tràn ngập trên báo chí khắp thế giới. Và thêm vào đó là tờ Nike của Asia xếp Việt Nam đội sổ về khả năng chống dịch với vị trí 121 trên 121 quốc gia khảo sát. Năm 2020, chính phủ ông Nguyễn Xuân Phúc đã rêu rao về khả năng chống dịch của chính quyền Cộng sản Việt Nam đầy vẻ kiêu ngạo, với nào là tập đoàn quân tinh nhuệ, nào là để tấn công mấy trăm du kích F0 và rất sớm khải hoàn. Còn kiêu ngạo đến mức ông Vũ Đức Đam lại nói rằng còn virus ở đâu nó nguy hiểm, chứ Việt Nam ta nó sẽ không làm gì được. Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã mất một thời gian khá dài tự rung đùi tán thưởng mà không hề chuẩn bị cho tình huống giả định nào cả. Để rồi đến nay, khi đại dịch ập đến thì trở tay không kịp. Người dân chết như ngả dạ, thiêu không hết đành phải đóng container đông lạnh thiêu dần. Đây là hình ảnh tờ báo nước ngoài đăng tin bài Hà Nội nhà tù lộ thiên. Điều gì đến sẽ phải đến khi mà Covid-19 thực sự đe dọa, nguồn lực trong dân cũng đã bị cạn kiệt sau mấy lần bị giãn cách ly, chặn đứng các phương tiện và phương kế mưu sinh. Nguồn lực quốc gia cũng đã huy động tối đa nhưng đành bất lực. Đặc biệt đội ngũ y tế đang hàng ngày bị cắt vụn ra từng người sinh lực, cần phải biết sử dụng tiết kiệm. Nhưng chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãng phí nhân lực làm cho ngành y không đủ khả năng chữa trị nhiều ca nặng. Kết quả là tỷ lệ tử vong ở Việt Nam cao ngất ngưởng hàng đầu thế giới, cao gần gấp 3 lần với Thái Lan. Có thể nói, hoàn cảnh Việt Nam hiện nay là tan hoang, dân thì không biết chết do đói hay chết do bệnh tật tràn lan. Chống dịch đã thất bại thảm hại. Tuy nhiên, cho tới hôm nay, vẫn chưa thấy Đảng Cộng sản Việt Nam có dấu hiệu nhận ra sai lầm này. Họ vẫn trượt theo mối mòn bất chấp việc người dân kêu cứu thấu trời xanh. Và nhốt toàn dân là hoàn toàn chính xác. Có những y bác sĩ đã 3 tháng nay chưa được về nhà, phần vì công việc quá tải, không có người thay thế, phần vì chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ngăn sông cấm chợ, không có lưu thông, có muốn về cũng không về được. Không những dân bị nhốt tù mà cả những bác sĩ, y tá cũng bị nhốt tù. Đến 3 tháng ròng rã mà không được đặt chân về nhà thì cả là kinh hoàng. Dân cũng kinh hoàng mà bác sĩ, y tá, điều dưỡng cũng cảm thấy kinh hoàng. Nếu tới ngày 21 tháng 9 năm 2021, Hà Nội vẫn cứ không thuyên giảm lượng F0 như hiện nay, và thành phố định sẽ nhốt dân thêm bao lâu nữa? Chưa có dấu hiệu nào cho thấy chính quyền nhìn nhận ra cái sai của họ. Những người điều hành đất nước mà phớt lờ tiếng nói phản biện, hiệu quả thật là kinh khủng đến như thế. Hàng triệu người đã bị nhốt, trong khi đó Covid tấn công rất nhiều nước trên thế giới, chứ không riêng gì Việt Nam. Nhưng không một quốc gia nào nhốt tù toàn dân như ở Việt Nam, ngoại trừ các nhà nước như Trung Quốc. Cái này của Trung Quốc thì nhà nước Cộng sản Việt Nam đã tìm mọi cách học cái dở của họ, mà không chịu đặt vaccine cho người dân ngay từ sớm, khiến cho người dân ngày càng khốn khó. Đây là hình ảnh tờ báo lớn của Pháp cũng đăng bài Hà Nội nhà tù lộ thiên. Cách chống dịch của Đảng Cộng sản Việt Nam không vì sinh mạng và sức khỏe người dân, mà vì thành tích thì đúng hơn. Chính vì thế mà suốt 22 tháng ròng rã, các nước trên thế giới chìm trong hoạn dịch Covid, những Đảng Cộng sản Việt Nam không biết chuẩn bị mà lại ngược lại. Họ chỉ biết tô vẽ thành tích để báo chí ca tụng. Rồi đây, họa Covid khủng khiếp hôm nay, họ sẽ tìm cách chối bỏ trách nhiệm và đổ tại thiên tai như mọi khi. Mất mùa đổ tại thiên tai, được mùa thì bảo thiên tai đảng ta. Dân gian vẫn thường sử dụng câu nói đó để ám chỉ bản chất của chế độ này. Quả là không sai. Thực tế cho thấy suốt năm 2020,
Đảng Cộng sản đã đẩy lùi được dịch là do may mắn, nhưng bộ máy tuyên giáo đã hoạt động hết công suất để ca tụng thành quả. Một nhà nước mà thích tự sướng và vô trách nhiệm như thế thì người dân Việt Nam còn gánh khổ rất dài, rất đáng lo ngại. Và dư luận cho rằng nhà nước Việt Nam đã nhiễm tư duy chính chuyên chính vô sản quá nặng. Chuyên chính vô sản hay còn gọi là bạo lực cách mạng là cách dùng súng đạn để giải quyết vấn đề mà không cần dùng lý lẽ. Mỗi lần bế tắc thì Đảng Cộng sản Việt Nam lại mang súng đạn ra để giải quyết, và trường hợp Covid lần này cũng như vậy. Đảng Cộng sản Việt Nam cứ nghĩ đó là thời chiến và họ đã huy động quân đội mang súng AK để vào cuộc. Kết quả thất bại như thế nào thì ai cũng đã thấy, dân bị hạch sách, bị ngăn cản đủ đường nhưng dịch thì vẫn không kiểm soát được. Đây là một thực tế nhãn tiền đang diễn ra khắp nơi tại Việt Nam, từ Bắc chí Nam. Chống dịch cần tư duy khoa học chứ không cần bạo lực. Chống dịch là để giảm thiểu nhất mối đe dọa của dịch tới tính mạng con người, chứ không phải để tạo thêm những song chấn lên sức tâm khỏe và tâm thần của người dân. Chống dịch là để một quốc gia, một thành phố và người dân trong đó vẫn vận hành với độ an toàn cao nhất, chứ không phải là để họ bị đe dọa cao nhất. Dọa cho dân sợ, ép cho dân hết đường sống thì cũng không thể diệt được virus. Đây là hình ảnh bài báo được đăng tải đầu tiên trên hãng thông tấn AFP. Thực ra, những người nhiễm virus thường có khoảng 80% là nhẹ và trung bình, 20% nặng và nguy kịch. Tử vong thường xảy ra ở những người chuyển nặng này mà không được phát hiện và cấp cứu kịp thời. 77% các ca bệnh tử vong ở Sài Gòn trong tháng qua chủ yếu xảy ra ở tầng 2, nơi không có đủ thuốc men và trang thiết bị bao gồm máy thở, oxy dòng cao, oxy từ bồn. Khi cần chuyển viện thì tháp trên lại quá tải, bệnh nhân chết ngay trên xe cấp cứu. Tuy nhiên, với tư duy chống dịch như chống giặc thì chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã quá lãng phí nhân lực ngành y. Hà Nội vẫn còn thời gian để học những bài học từ Sài Gòn, thay vì sợ hãi bùng toang như Sài Gòn rồi siết chặt mà phải chuẩn bị tình huống khi dịch lây lan như Sài Gòn vẫn không bị rơi vào bị động. Càng không muốn tình huống xấu nhất xảy ra, càng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Nếu tập trung vaccine tiêm cho nhóm nguy cơ cao trên 55 tuổi và có bệnh nền, nên tập trung vaccine cho nhóm lao động mà khi dịch lan rộng người dân vẫn cần như ship hoặc nhân viên bán hàng v.v. Sự có mặt của lực lượng vũ trang trong vùng dịch cũng làm được nhiều ý nghĩa, nhưng lực lượng vũ trang cũng là con người, cũng có nguy cơ trở thành F0, lại không chuyên nghiệp khi mua bán và giao hàng như đội quân bán hàng hoặc các ship chuyên nghiệp khác. Thay vì cấm nhà thuốc bán về ban đêm như ở Sài Gòn thì Hà Nội cũng nên làm ngược lại. Trong một khu phố phải đảm bảo có nhà thuốc bán về đêm, người dân vẫn mắc các bệnh thường diễn sắc khác, và trong trường hợp khi có F0 tự điều trị tại nhà vẫn có thể kịp thời mua thuốc. Những điều trên dẫn ra dư luận đặt câu hỏi, vậy ông Phạm Minh Chính bất lực thì ai sẽ xử lý đây? Phạm Minh Chính đã loại bỏ Vũ Đức Đam ra khỏi vai trò là người đứng đầu ban chỉ đạo về phòng chống dịch. Muốn tước bỏ quyền của Vũ Đức Đam, ông Phạm Minh Chính dựa vào khả năng chống dịch kém. Vậy thì khi ông Chính chống dịch kém thì ai sẽ xử lý? Sẽ không có ai cả. Vì trong chính phủ, ông Phạm Minh Chính là người có vị trí cao nhất, mà trong chế độ cộng sản thì ai đã cao nhất thì luật pháp bất lực mà thôi. Thay thế Vũ Đức Đam, nhưng ông Phạm Minh Chính vẫn dẫm lại vết xe đổ của Vũ Đức Đam để lại, vẫn cấm mọi hoạt động của xã hội bị chặn lại, làm cho doanh nghiệp và các hộ gia đình điều đứng. Từ các hành động chống dịch cho thấy Phạm Minh Chính không hề chuẩn bị kế sách mới nào để khắc phục những thứ tồi tệ mà ông Vũ Đức Đam đã phải làm trước đó. Đây là hình ảnh bài báo đăng trên tờ báo của Bỉ. Ông Nguyễn Xuân Phúc giờ đây là chủ tịch nước. Về vấn đề chống dịch, dường như ông Phúc không bàn tới nữa. Ông Phúc gần như không tư vấn gì cho ông Phạm Minh Chính, không phối hợp với ông Chính để ra quyết sách phù hợp. Hiện nay, các địa phương cấm chợ thì cấm chợ, sự lạm quyền đã dẫn đến những quyết định ngu ngốc như khóa cổng nhà dân ở Hoàng Hóa, Thanh Hóa, hay hủy hoại tài sản công dân, dứt khoát phải đưa F1 đi cách ly, tập trung cho điều kiện cách ly ở nhà của họ tốt hơn như ở Diễn Châu, Nghệ An. Các lãnh đạo Hà Nội cũng không khá hơn, cũng tự quyết định biện pháp chống dịch cho Hà Nội. Nhân dân và doanh nghiệp vẫn đang điều đứng vì những thứ giấy đi đường vớ vẩn hành hạ họ ngày đêm. Phạm Minh Chính là người đứng đầu chính phủ nên phải chịu trách nhiệm cao nhất trong công tác chống dịch. Nhưng ông này dường như đã thả nổi cho các địa phương tự quyết định.
Phạm Minh Chính giờ là thế lực mạnh nhất nhì trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Công việc đầu tiên trên cương vị thủ tướng xem ra ông này không hoàn thành trách nhiệm. Duy ý chí là rất ngoan cố, không nghe lời các chuyên gia. Và lỗi ông Phạm Minh Chính rất lớn, tuy nhiên không ai có thể xử lý được ông này. Dân phải chấp nhận khổ thôi. Và như vậy sẽ có thêm hàng trăm, hàng ngàn người dân khác chết đi vì cái lỗi rất lớn của chính phủ mà người đứng đầu là ông Phạm Minh Chính. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ hai ngày 6 tháng 9 năm 2021 với bản tin Nhốt tù cả nước, Phạm Minh Chính muốn ra đòn gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.